Chào mọi người nhé. Thì buổi chiều hôm nay bọn mình đang làm một cải để bắt cua đồng mọi người ạ. Tức là con chỗ quê mình tiện địa phương gọi là con giam. Còn mọi người chắc là nội cua đồng dễ hiểu nha mọi người. Ở đây là cái dụng cụ để bọn mình thả trên mướng ấy. Thả trên mướng xong bọn mình để quá đêm ấy mọi người. Xong rồi giảm nó chui vào thì con cua đồng ấy nó chui vào rồi sợ máy bọn mình vớt lên. Rồi đưa về nhà lạy rái nha mọi người. Rồi bây giờ bọn mình sắp xếp với đứa ra đồng ngoài kia nha mọi người. Đứa ra đồng rồi thả xuống mướng nha. Rồi sợ máy đi lấy. Cái đi, 7 cái đi, 1, 2, 3, 4, 5, 7 cái nha mọi người, 7 cái này nha. Hello. Rồi đó. Có. Ok đi liền. Bọn mình đi ra đồng thả nha mọi người. Các bạn mình đi xe máy trước rồi mọi người ạ. Mình đang đi xe đạp 6 đấy. Bây giờ bọn mình thả chạy cái mương này nha mọi người. Lại mở ráy. Giờ bọn mình thả chỗ nha mọi người. Chúng thôi. Thả mới thôi. Đấy. Thả mới thôi. Đây mới thả cái này. Thằng bạn mình thả mọi người ạ. Đốc điện thoại đó. Thả dọc cái mướng này nha mọi người. Phải sửa lại à? Sửa nhìn rất là chuyên nghiệp. Đầu đấy phải cặm lại à? Cặm lại đâu? Chuẩn căng ra gì? Đẩy đi, xuống đi. Hai cây rồi. Còn đi hả? Hai cây. Đi lại đâu tới sang lên được không? Nhảy được cái nhảy luôn. Bên kia có cầu vồng nha mọi người. Hình như là bên kia mới mưa xong ấy. Nhìn rất là đẹp luôn. Thả đi, quăng đi. Quăng rồi. Này. Một thả biệt không còn đấy này đoàn đi thế này rồi quăng lưới. Đồ đỏ này ảo đỏ chứng tỏ rất là nhiều cua. Môi nào chìm rồi tao thấy mơ ở một đây này. Bọn mình đi lên trên kia thả nha mọi người.
Tối nay bọn mình thả mấy cái rồi. Đấy. Đây à. Phụ đấy, tôi thử quang vạn mà. Giờ mình quang lưỡi nha mọi người. Bắn chôn cực cẳng tí. Bây giờ bọn mình thả sóng rồi mọi người ạ. Bây giờ bọn mình để quá đêm ấy, sợ mái rồi. Bọn mình ra lấy để xem có con gì không nha mọi người. Hôm nay là buổi sáng nha mọi người ạ. Bọn mình ra lấy cái này để bắt cua nha mọi người. Cua đồng nha. Bây giờ bạn mình lôi lên nha mọi người. Thầy có con tí không biết thầy. Đó, mấy con. Thế như vậy không có mấy. Được một con. Con à. Thế chạy về đó đi, thôi lại. Bốn hồ. Có vẻ không giòn đấy. Ôi cọt đó rồi. Dám. Cái này được vài con mọi người ạ. Trứng thế này là cũng hơi ít. Một cây này. Đó đó đó. Hai cây rồi. Cái cây là 7 cây. Cái tự phải. Ừ. Ừ. Quá ngon. Dám bò lên đây. Ui. Ui cây này nhiều này. Ui cũng cạn rồi phải không? Ừ chạch. Ui cái này. Chạch nữa. Ui cái này có cái chạch nữa nha mọi người. Chạch rồi. Nhiều giảm hơn lúc này. Lạc là một mình đưa về nhà rồi bắt nó ra nha mọi người. Bây giờ để đó rồi đưa đem về đã. Nó này. Cái này nhiều đâu thầy. Đây. Được rồi. Đây này. Bỏ trống lên. Đó, ô cái này được coi. Sợ không? Mày không? Ui, chung canh đi. Chung canh. Chung canh chảy đáy luôn. Cái này có nhiều con rất là to rồi ạ. Mình nhận đó mà anh. Ừ. Siêu lô rách đi. Cái thiệt đi. Rạn lên thôi là rạn luôn. Rồi, để ôi chạy đây. À, đã đám hồ. Rạch trên này. Này. Thôi, tù nhiều thôi, nó bò rã không? Ừ, khẹp lại được rồi. Thôi được đi. Mô lên tên đi mày. Tên đi mày cái ấy. Đó mày thấy không? Bốn cái à? Ba cái à?
Mở cái một cô vàng nhiêu đáy rồi thầy. Đấy đây. Đây đây này, tôi đúng đó. Vài làng gì. Úi giúp kênh này. Đang to. Mấy cạnh sau sau này nhiều cua hơn mọi người ạ. Giám ấy, bọn mình gọi là giám nha mọi người. Cua đồng. Quá nhiều rồi thầy. Tập lại đủ trong kênh cực to. Lần nữa bọn mình đưa về nhà rồi bắt ra cho mọi người xem nhé. Cái con nhiêu này không có cạ mậy thầy. Bọn mình thả cái này ở đấy không có cạ mậy mọi người ạ. Nó không vào nhiều lắm. Hồi về có ba con. Mình vừa lạy sóng hết nhá mọi người. Lạy sóng hết mấy cái lưỡi này nhá. Bây giờ bọn mình về rồi lạy mấy con cua ra mọi người ạ. Với lại mấy con cá ấy. Nó ở trong ạ. Bọn mình thả có 7 cái thôi mọi người ạ. Bình thường thì ở cái đồng này họ có nhiều người họ thả rất là nhiều luôn. Thả mấy chục cái ấy. Bọn mình thì thả cọ bảy cải rồi thả bảy cải cho vui thôi. Bây giờ bọn mình về lấy cua ra nha mọi người, lấy cua rồi mấy con cá ra nha. Bây giờ bọn mình bắt cua ra nha mọi người, mình đưa về nhà đây rồi, dám to rồi. Một con, ba con này sẽ được ba con to này. Ồ, sẽ được ba con thôi ạ. Ui hời, chạy à. Chạy. À, cái này có con lươn này. Cái này có con lươn nó vào nha mọi người. Sọng không chết này. Con lươn cả này. Bọn mình bắt ra thì được nơi đấy nha mọi người. Cùng nhiều lắm mọi người ạ. Cua đồng hôm nay nó ít mọi người ạ. Đây được khoảng 3-4 làng nha mọi người. Có đôi con rất là to. Đấy mọi người. Đây. Có mấy con có một con lươn với hai con trạch đấy nha mọi người. Với mấy con cá thía. Bây giờ bọn mình sẽ bỏ trong bao rồi đem đi bán nha mọi người. Bạn xem được bao nhiêu tiền nhá. Cô đông mùa hè này họ mua rất là nhiều. Còn mình bây giờ đéo đi bán đấy. Rồi. Mình bắt bỏ vào bã nha mọi người. Không tụt phân, tụt lướt. Tụt lướt.
Đấy, trụ thể luôn, chưa còn chạy láng nữa. Đây là chỗ nhập giám nha mọi người, chỗ họ thu mua ấy. Rất là nhiều giám lắm. Cả thứ hai đều cũng bừng bật con này con mày.